Cùng i Channel tìm hiểu tại sao trong cuộc sống bạn cần có thái độ tích cực, rèn luyện trí óc để luôn suy nghĩ tích cực mỗi ngày bạn nhé. Kiến thức là hạt giống của hạnh phúc. Bạn có tin rằng những vấn đề xảy ra với bản thân đều một phần do sự thiếu kiến thức của bản thân không? trau dồi tri thức vừa là cách giúp bạn giải quyết vấn đề tiêu cực vừa là cách để bạn hạn chế chúng. Dưới sức mạnh của tri thức cho bạn một tâm sáng, suy nghĩ sáng suốt, gương mặt sáng, hãy bắt đầu bằng cách học từ những lĩnh vực bạn đam mê hiểu sâu hơn về điều bạn thích sau đó bạn có thể tìm hiểu sang một số ngành mới mà bạn chưa biết mỗi ngày học một chút để bộ não không bị trì trệ và nhàn rỗi sẽ giúp bạn hạn chế những suy nghĩ tiêu cực đừng bao giờ xây dựng trong đầu bạn một chân dung con người ta rồi tự gây ra áp lực căng thẳng trong những cuộc chạy đua phân định thắng thua rất mệt mỏi cuộc đời mỗi người sinh ra đều là một bản thể khác nhau ngay cả dấu vân tay của cặp sinh đôi còn không thể giống nhau được thì liệu bạn so sánh giá trị của mình với người khác liệu có bị mất cân đối thay vào đó hãy học cách hiểu bản thân mình hiểu được điểm mạnh điểm yếu và nỗ lực phát huy thế mạnh học cách cố gắng nỗ lực để hơn thua với chính bản thân bạn mỗi ngày bạn hãy xây một danh sách hoạt động để làm trong đó phải nhấn mạnh những điều khiến bản thân bạn của ngày hôm nay tốt hơn bản thân bạn của ngày hôm qua đó mới là sự so sánh công bằng nhất để đẩy bạn phát triển một cách hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Ngồi thiền và tập thể dục được xem là hai phương pháp rất hiệu quả giúp bạn nhanh chóng vượt qua căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực. Khá khó để mô tả qua đôi ba câu về lợi ích của việc tập thể dục, điều này được nhà khoa học và chuyên gia khuyên con người thực hiện rất nhiều. Tập luyện giúp đốt cháy calo, khiến máu lưu thông dễ dàng hơn, tăng cường lượng oxy tuần hoàn khắp cơ thể. Quá trình lặp đi lặp lại khiến bạn có một tinh thần, trí tuệ minh mẫn, sáng suốt, một chế độ dinh dưỡng khoa học. Điều độ, nhiều rau xanh, ít dầu mỡ cũng sẽ giúp cơ thể dễ dàng cân bằng và hướng đến những điều tốt đẹp. Ăn uống đủ chất đúng cách giúp cơ thể đủ năng lượng để duy trì các hoạt động trong ngày. Có vẻ ngoài tươi tắn, khỏe mạnh, thân khỏe và luôn tràn đầy năng lượng giống như lớp áo giáp bảo vệ bạn khỏi điều tiêu cực. Biết ơn hiểu đơn giản là cách bạn đánh giá cao với những thứ bản thân sở hữu, nó không chỉ dừng lại ở tiền bạc mà còn rất nhiều thứ khác. Biết ơn là lúc bạn nhận ra được giá trị của những thứ xung quanh ta, kể cả những điều rất nhỏ. Những điều này sẽ khuyến khích những khoảnh khắc tích cực xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Do đó, bạn hãy học cách viết mỗi ngày, tuy nhiên, bạn cần phải viết thật chi tiết. Đừng chỉ viết bạn hạnh phúc khi được ăn ngon bạn hãy cố gắng miêu tả nhiều hơn như bạn rất vui vì sau một ngày dài làm việc được trở về nhà và ăn cơm cùng gia đình hưởng thụ mùi thơm của đồ ăn mẹ nấu cảm giác ngon miệng của từng món ăn như thế nào không khí bữa ăn khiến bạn cảm thấy sảng khoái hãy miêu tả nhiều hơn cảm xúc của chính mình chứ không chỉ là danh sách các sự kiện một điều khiến các bạn trẻ rất dễ quên là sống trọn vẹn ở hiện tại với sức ép của cuộc sống dự dồn dập chạy đua của kinh tế công nghệ thì con người dễ quên bản thân mình. Họ dễ sống trong sự mong đợi của tương lai. Số ít hơn thì sống cùng kỷ niệm ở quá khứ nhưng ít ai chú ý vào những gì có ở hiện tại. Vì hôm nay là món quà dành tặng cho bạn nên đừng ngần ngại mở nó ra, hãy tận hưởng một cách trọn vẹn. Đừng để nỗi buồn ở quá khứ hay những lo lắng trong tương lai khiến bạn bỏ quên bản thân. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7 vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé